Mừng lễ Đại Thọ lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 2010. Nhà thơ Thượng tá Công an Thanh Hóa Tống Minh Lung đã xúc cảm viết bài thơ Người Đại tướng của Nhân dân và đã được nhạc sĩ Lê Gia Hiếu phổ nhạc thành ca khúc cùng tên. Tác phẩm Người Đại tướng của Nhân dân đã được Hợp ca Nam nữ cùng sàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Phối khí nhạc sĩ Hoàng Lương, chỉ huy nhạc sĩ Lê Gia Hiếu. Đọc lời giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Tác phẩm Người Đại tướng của Nhân dân xin được coi như tặng phẩm của nhà thơ Thượng tá Tống Minh Lung, nhạc sĩ Lê Gia Hiếu cùng các nghệ sĩ trình bày tác phẩm này. Kính mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày sinh lần thứ 100 của Đại tướng. Kính chúc Đại tướng trường thọ an khang. Châu bốn biển hát tên ông, mùa thế kỷ tròn với núi sông, bay khắp điện biên Tây thảm bại, miền Nam đại thắng Mỹ tiêu vong. Đức độ tài cao hàng dũng tướng.